Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhé. Trong thời gian giữa hai tập thì mình có cắt thêm được một ít cái vải của rồng rừng nè. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để chúng ta chế tạo set đồ của rồng rừng thôi. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo cái nón, kế tiếp là cái áo, cái quần và cuối cùng là đôi ủng. Rồi giờ thì mình sẽ xem nào. Cái set đồ này mình thấy không có gì đặc biệt hết các bạn ơi, nó chỉ đơn thuần là màu xanh lá cây thôi. Và hình như nó cũng không cho mình cái hiệu ứng gì khác nữa. Chắc cái sức mạnh nó cũng như cái giáp kim cương bình thường thôi hả? Tại vì nó lắp đầy cái thanh giáp ở phía dưới kìa. Cũng tạm ổn, coi như là mặc để thay thế set đồ kim cương bình thường cũng ok á. Giờ thì mình sẽ cất vào trong đây, sắp tới mình sẽ treo lên sau nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với cái set đồ rồng online của mình và bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay, đó chính là khám phá cái thành phố kết thúc ấy. Tại vì mình đã mở thêm được một cánh cổng kết thúc nữa rồi ở dưới địa end đấy các bạn ơi, cho nên bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám phá nhá. Và trong cái rương này thì mình có mang theo một ít cái amulet này để phòng trừ trường hợp mấy bé rồng của mình muốn đi theo ấy. Và lần này chắc mình sẽ mang theo bé rồng rồng xương đi, tại vì mình khá là thích rồng xương. Và mình sẽ cho bé rồng xương này mặc giáp vào. Đây, mặc giáp vào nhá. Rồi cho vào cái amulet trước. Sau đó mình sẽ đi qua cái khu vực cổng kết thúc nha các bạn. Giờ mình sẽ qua cái cổng kết thúc nè. Rồi, đi xuống dưới thôi. Ôi, mình đã quên một thứ rồi, đó chính là những cái ngọc Ender. Bây giờ mình sẽ phải tiêu diệt một cái con Enderman để tìm cái ngọc Ender rồi. Rồi, tiêu diệt tên này đi. Đã đây, cho cái ngọc Ender. Được một cái ngọc Ender rồi nè. Mình sẽ lấy khoảng 2 cái đi để đảm bảo an toàn nhá. Rồi, 5 cái luôn. Rồi, và hôm trước á mình có mở thêm được một cánh cổng ở bên đây nữa nè. Ban đầu thì chỉ có một thôi. Úi, đâu rồi? Đây. Ban đầu chỉ có một thôi, nhưng mà sau khi mình tiêu diệt con rồng thứ hai thì đã mở thêm một cái ở bên kia nữa rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ ăn vào một cái rồi chúng ta cùng nhau đi vào cái cánh cổng này nhá. Rồi, chuẩn bị nè, phóng với chính xác mới được. Phóng sai là nó lọt xuống devoid á. Rồi. Ui. mày quá, mình phóng chính xác rồi. Hồi tưởng nào phóng xuống devoid không chứ. Giờ mình sẽ đi khám phá, nhất là cái thành phố kết thúc á. Vào dưới đây thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn gặp được những cái trụ như vậy nè. Có trụ thì sẽ cho cái quả trứng rồng enchant như vậy, nhưng mà cũng có trụ á là sẽ cho cái quả trứng rồng Ender. Tại vì đây là khu vực địa mà nơi sống của rồng Ender ấy, thành ra rải rác vẫn có trứng Ender các bạn ơi. Và coi nào, đây có một cây kiếm kim cương. Ô, cái quần có sửa chữa, cái ủng có sửa chữa luôn nè. Và một ít khoáng sản, ok mình sẽ lấy hết về luôn đi. Bên đây có một cái rương su cơ trống nè, cái đầu rồng, cái cánh. Và hầu như mấy cái tòa thành như vậy đều có những cái cánh á. Các bạn chanh thì thôi không cần lấy đâu. Ở dưới này coi còn rương không. Dưới đây hình như cũng đây còn rương nè. Ủa chắc mình sẽ lấy hết về luôn đi, đồ tốt không à. Và sách thì còn rất là nhiều luôn, nhưng mà giờ mình không có nhu cầu lấy sách đấy. Ui, chưa, mình mới thấy cái rương. Lên lút luôn. Coi nào, nó hình như ở tầng trên thì phải á. Đúng không ta? Đây, nó tầng trên nữa. Rồi, kiểm tra. Gây cháy, lời nguyền. Sao đây nhiều sách lời nguyền vậy ta? Ui, kia cúp sửa chữa nữa nè. Quá trời đồ luôn á, chắc mình sẽ cho bớt vào trong đây đi. Để mình có thêm không gian và mình có thêm được một quả trứng rồng enchant rồi. Một xíu về chắc mình sẽ up thêm đi để cho rồng enchant mình có luôn một cặp ấy. Rồi, cất vào. Có thêm một cái đầu rồng mà cắt vào luôn. Cánh cứng cắt vào. Rồi giờ thì đi tiếp thôi. Bây giờ mình muốn tìm cái thành phố kết thúc coi. Biết đâu được trên thành phố kết thúc thì lại có thêm trứng rồng thì sao. Và coi nào. Bên đây cũng có một cái nữa nè. Và khám phá luôn. Được thêm một quả trứng rồng nữa. Trứng rồng enchant thì khá là dễ để tạo ra ấy. Mình chỉ cần đặt sách nhiều lên là được hả. Cái này có rương nè. Ồ, có lọ thuốc này nè. Ồ, được á, mình sẽ mang về để chế tạo thảm bay nhá. Hổng rài đang tìm lọ thuốc này luôn á. Rồi, lấy mấy cái dụng cụ này về. Lấy cái rương su cơ. Và ở đây như còn rương nữa nè. Đó, chính xác. Một cái yên cưỡi để chúng ta có thể cưỡi rồng. Hình như mỗi tầng thì nó chỉ có một cái rương hay sao ấy. Ồ, tầng này thì không có rương luôn. Tầng này thì có. Rồi, đi lên lại nào. Và hình như mấy cái này nó xuất hiện là một lần một cặp á các bạn ơi. Hôm trước ở ngay khu vực chiến đấu của mình á thì nó cũng xuất hiện được một cặp pháo đài như vậy nè. Lần này thì cũng được một cặp nữa. Vậy là tổng cộng mình tìm được 4 cái rồi đó. Và coi gần đây coi nó có cái thành phố kết thúc không có đã. Nhưng mà trước khi đi thì mình cần phải đánh dấu cái chỗ mình xuất hiện, để không thôi một hồi mình không có biết đường mà quay lại đâu. Rồi mình sẽ vừa bay và vừa tìm cái chỗ mình mới xuất hiện coi. Đây, nó ngay chỗ này nè. Phải làm dấu là một cái á.
New thăng 1. Rồi, màu tím một cái. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau lên đường tiếp thôi. Coi nào. Bên đây có vẻ là hết rồi. Và đây giống như là những cái hòn đảo bay vậy đó. Không có cánh là rất là khó để di chuyển như này luôn. Ngoài việc mình sử dụng cánh để bay nè, mình còn có thể mang mấy bé rồng ra. Nhưng mà mình sợ cửa rồng bất cẩn, lỡ bé rồng rơi xuống dưới rồi sao mình cứu được. Ra mình chỉ mang theo rồng xương phòng hờ thôi ấy. Và gần đây có vẻ không có cái... Ui, đây có thêm một cái nữa nè. Ồ, được, kiểm tra coi có trứng rồng Ender không. Ui, cái này lại là trứng rồng Enchant rồi. Nãy giờ ba trứng rồng Enchant rồi đó. Nhiều dữ vậy ta. Mấy cái set đồ đó chắc mình cũng không cần nhiều sách như vậy đâu. Chủ yếu lấy cái rương Suker này thôi. Coi có kim cương thì lấy về tạm thì được. Chứ mấy cái đó mình có đầy rồi. Bước ra bớt đi. Và trứng rồng chắc mình sẽ cho vào đây đi. Trứng rồng quý hiếm mà. Ui, ba cái trứng rồng Enchant rồi đó. Rồi, kiểm tra chỗ này coi nào. Mấy toàn là mấy cái áo giáp cũng như là dụng cụ có lời nguyền không vậy? Mình không thích mấy cái dòng lời nguyền chúng nào hết á. Đây mình có thêm được một cái lọ thuốc nữa nè. Vậy chúng ta có thể chế tạo được thảm bay rồi. Ở đây tầng cuối cũng còn nữa hả? Ồ, cái này có sửa chữa thì chắc lấy về được. Và trong đây mình có quá trời những cái rương Suker nè. Ở đây mình có cái rương chứa gần hết rồi đúng không? Chứa cái rương này đi. Mình sẽ cho bớt đồ vào trong này. Về lấy ra sao cũng được. Rồi cắt vào hết. Sau đó chúng ta cùng nhau lên đường tiếp nha. Chỉ là chỗ này không có cái thành phố kết thúc rồi. Tiếc vậy ta. Tìm mãi. Ui. Ồ. Ok, đi ngẫu nhiên mình lại gặp được những cánh cổng như vậy nè. Ồ, để mình thử mình đi qua bên bển thử coi đi dẫn tới đâu. À, cánh cổng kia thì dẫn mình lại cái khu vực ban đầu. Ồ, cũng hay ha. Tự nhiên mình tìm được một cánh cổng mới rồi. Rồi và cánh cổng ban đầu mình thấy nó không có mấy cái khu vực có trứng rồng Ender rồi. Tiếc vậy ta. Tại vì trứng rồng Ender với trứng rồng mặc định ở trong đây nó khác nhau nha các bạn. Nó không có giống nhau đâu. Trứng rồng kia thì không có up được. Còn trứng rồng mà mình tìm thấy được ở trên những cái tòa thành như vậy thì chúng ta có thể up nhá. Và coi nào, giờ mình cần phải phóng một cách chính xác mà được. Phóng vào. Ui. Ô, nó cũng khá là gần cái chỗ hồi nãy kìa. Ô, sát bên luôn á. Để bây giờ mình làm dấu chỗ này một cái đã. Cái này là thăng thứ hai nè. Rồi, sau đó chúng ta cùng nhau khám phá thôi. Đúng rồi. Mỗi lần mình đưa tới cánh cổng khác á thì nó sẽ cho mình một cặp tòa thành như vậy nè. Ở đây thì có tới hai cái rương Suker luôn chứ. Tuyệt vời. Ô, một lọ thuốc nữa. Được. Hiệu sức. Ô, có sửa chữa nè. Mấy cái dụng cụ có sửa chữa thì chắc mình sẽ lấy về để lấy cuốn sách sửa chữa ấy. Rồi, lấy thêm trứng rồng đi, bỏ thì phí. Coi nào, cái tầng này thì không có rương. Tầng này thì có nè. Mình sẽ kiểm tra. Nó quá trời kim cương luôn. Ui, cái đồ ủng này tốt lắm luôn á. Được, chắc mình sẽ gỡ dòng phù phép của cái ủng này ra nè. Ép vô cái ủng rồng online của mình thì tốt lắm luôn. Rồi, lấy hết cái Emerald, lại sửa chữa. Nói chung muốn tìm sách sửa chữa ở cả Vanilla hoặc là Minecraft Mod á, thì chúng ta cứ vào The End mà tìm thôi. Tại vì đây là khu vực chứa những đồ tốt nhất trong thế giới mà. Đây, cái nón này cũng khá tốt nè. Ồ, như thường lệ thì nó chỉ cho mình toàn mấy cái áo giáp không à. Không có cho mình trứng rồng and gì trơn á. Tìm nãy giờ mà không gặp. Ui. Ồ, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Đó, các bạn cứ cố gắng tìm những cái tòa thành như vậy nè. Thì sẽ có tỷ lệ gặp được những cái tòa thành mà chứa cái quả trứng rồng Ender nha. Đây, giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. Coi nào, mình sẽ cắt bớt cái gì ta. Cắt bớt sắt mình vứt. À, mình cho vào cái rương Suker đi. Đó, đây là Ender Dragon Edge nha. Còn cái kia là trứng rồng. Trứng rồng Ender nó khác nhau hoàn toàn. Thành ra trứng này thì mình có thể up và cho nở thành một bé rồng luôn á. Rất là tốt. Rồi, giờ thì mình sẽ mang về. Để mình cố gắng mình tìm thêm coi để đủ một cặp ấy. Tại vì hôm trước mình dùng cái trứng rồng bình thường kia để làm cây kiếm rồi. Trứng rồng này vẫn có thể làm được ấy. Và cái này ui, cái này là nó không cho mình đập luôn á. Cái này là cái khung để chúng ta gắn cái ngọc Ender vào. Ồ, tốt rồi. Và lút đồ trong đây thôi. Coi nào, đây có nữa nè. Kim cương, được. Quá trời kim cương luôn, nãy giờ cũng được khá rồi đó. Coi nào, bên đây không có rương. À đây, tầng này thì có một lọ thuốc nữa. Ô, nhiều sửa chữa vậy. Ôi, quá trời sửa chữa luôn á. Ngày toàn là những cái quyển sách sửa chữa không à. Rồi, kiểm tra tầng cuối nào. Tầng cuối nó còn một cái rương nữa. Đây, rương đây. Đó, chúng ta có thêm được ít Emerald, vàng, sắt.
Rồi đi tiếp thôi. Hy vọng tìm được cái tòa thành tiếp theo mà có trứng rồng nữa ấy, tại vì mình đang rất là cần trứng rồng luôn. Coi nào. Ồ và sao đi nãy giờ không thấy cái thành phố kết thúc ta? Ở đây 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 có luôn nè. Ủa? Ui mình gặp thành phố kết thúc nhỏ rồi. Cái thành phố này thì nó không có cái tàu. Ồ tuyết ghê luôn á. Ui ui, cái gì ấy, đi ấy. Ui tự nhiên mình mới đáp xuống mà kiếm chuyện với mình rồi. Ui ui tao này. Ui thôi 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 bay bay bay. Ui tự nhiên mấy cái tên Suker đó quánh mình rồi. Coi nào. Ui tiếc ghê luôn á, chỗ này không có cái thuyền rồi. Có vàng nè. Ui ui đừng có đánh mình. Rồi bắn hộp đi. Bắn thì mình làm gì không biết nữa. Ôi không có kim cương mà cho toàn vàng em rồi với sắt thôi hả. Ở bên đây coi. Phải chi tìm được những cái thành phố bự bự thì chúng ta còn có tỷ lệ gặp được cái tàu ấy. Còn cái này thì không có rồi. Thôi kệ, dù sao cũng tìm được cái thành phố kết thúc đầu tiên rồi. Và mình có được một ít cái vỏ của Suker nè. Khu vực này chắc không còn gì để loot đâu. Chắc bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở về thôi các bạn ơi. Đi nãy giờ cũng khá là xa rồi đó. Giờ thì mình sẽ quay trở lại cái khu vực thăng 2 nè. Ui, 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 mắc kẹt. Ui da, ui, ui. Ui. Mình tele qua bị mắc kẹt vô cái khói chứ. Nhưng mà bây giờ mình cần phải có một cái ngọc Ender trước. Ở đây đây đây, Enderman đây. Thứ mình cần nè. Rồi, cái này thì mình sẽ cho vào một cái rương Suker đi. Cho cái bật lửa vào và chúng ta lấy một cái ngọc Ender thôi. Ui da. Ui mấy anh này. Ui. Rồi, có được hai cái luôn, tuyệt vời. Đi tiếp thôi. Mình cần phải cho bớt đồ vào trong đây nữa. Cho cái này vào đi. Rồi, đi tiếp. Đi lúc đầu thì chỉ có một cái Suker thôi, nhưng mà giờ này quá trời Suker luôn á. Thật là tốt. Rồi, giờ thì trở lại cái khu vực cổng thôi. Ui ui. Ui phóng một cái này khó phóng lắm luôn ấy, tại vì mình vừa bay vừa phóng. Rồi, từ từ nào. Đi vào. Ui. Ui vẫn chưa được nữa hả? Ui nguy hiểm nha, hồi nãy mà mình mắc kẹt vô cái khói bedrock ấy là nghĩ ra luôn á, tại vì cái khói đó chúng ta không thể nào đập được đâu, trừ một số cái dụng cụ cực kỳ VIP thì mới có thể đập được. Rồi làm lại nào. Ô vẫn không được hả? Cái đó khu vực thăng 1. Rồi xong rồi. Chưa, để bây giờ mình kiểm tra coi. Như mình có đánh dấu. Đây đánh dấu cái cổng kết thúc nè. Cái này mình sẽ bật nó lên một cái rồi. Ờ đúng rồi. May quá, may mà lúc đầu mình có làm dấu cái chỗ đi về á. Rồi giờ thì mình sẽ cho bớt mấy cái rương Suker vào trong đây coi. Quá trời rương Suker rồi. Gì đâu nhiều dữ không biết nữa. Giờ mình sẽ dành ra một cái lọ thuốc này để tí chúng ta chế tạo những cái ảm bay nhá. Rồi áo giáp thì mình sẽ cho vào một cái rương nào đó trên này đi. Đó tại vì bây giờ mình có rất là nhiều rồi. Kế tiếp thì mình sẽ mang cái trứng rồng này ra, tại vì đây là cái trứng rồng cực kỳ hiếm luôn. Và bây giờ mình đã quên một thứ nữa. Ui đó chính là cái đá kết thúc. Tại vì nếu ấp trứng rồng này thì mình nên có một cái đá kết thúc ở phía dưới ấy. Thì mình sẽ quay trở lại cái khu vực Emporto nè. Rồi xuống dưới lấy một ít cái cục đá kết thúc về thôi. Ui suýt nữa thì quên á. Rồi giờ mình sẽ lấy khoảng 9 cái nha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ô 12 luôn rồi, dư rồi. Giờ mình sẽ quay lại đây và quay trở về nha. Sau đó thì mình sẽ lại cái khu vực căn cứ giữa biển của mình. Coi nào. Căn cứ đây. Rồi sau đó mình sẽ làm một cái sàn như thường lệ nha. Mình ấp ngay đây nè, mình cực kỳ thích ấp ngay khu vực này luôn á. Ui ui ui, đi đâu vậy? Ui ui, đừng. Ui lại lần kia gồng quánh đó. Thôi lại đây. Cọc dây này mình tức ghê luôn á, cứ đứt hoài. Dây dởm rồi các bạn ơi. Nè, cứ thỉnh thoảng là bị đứt ha. Rồi tạm thời thì mình sẽ đặt cái khu vực này ra ngay khu chỗ này. Đó, sau đó thì mình sẽ đặt cái quả trứng rồng mình đơ xuống. Rồi và kích hoạt lên một cái. Yeah. Như vậy thì mình đã có thể duy trì được cái giống rồng Ender này rồi. Tại vì cái giống rồng kia lúc trước mình không có up là vậy. Tại vì trứng rồng Minecraft mà đâu có up được đâu. Chỉ có trứng rồng trong thế giới rồng mới có thể up được thôi. Rồi giờ thì đợi cho cái quả trứng rồng này phát triển ra nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để chúng ta chế tạo cái thảm bay thôi. Vào nhà một cái. Và để chế tạo được thảm bay thì mình cần phải có các linh hồn hả? Các linh hồn đây, mình có các linh hồn luôn. Coi nào. Kế tiếp thì mình hình như là mình cần phải có những cái tấm thảm. Vào tấm thảm thì chúng ta có thể sử dụng nhiều màu hả? Để có màu nào mình có thể làm được ta. Cái này dễ nè. Màu đỏ với màu vàng. Hai cái này là màu dễ tìm nhất.
Màu đỏ. Vậy là mình cần phải lấy cái bông hoa trước. Đây 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 à, bông hoa. Ủa hoa đâu ta? Ở đây đây đây, có hoa rồi, có hoa rồi. Rồi lấy hoa nè, 1 2 3 4. Rồi đổ ra cái bột nhuộm nè à, cái này cũng đổ ra bột nhuộm luôn. À, kế tiếp mình sẽ vào trong nhà coi mình còn len trắng không cái đã. Mình nhớ mình có lấy thịt một vài bé cừu ấy à, coi nào, len trắng. Đây đây có len trắng luôn, tuyệt vời. Sau đó mình sẽ đổi thành len màu vàng trước nè. Kế tiếp là len màu đỏ. Từ cái len màu thì mình sẽ đổi thành tấm thảm tương tự với cái này. Rồi vậy là chúng ta sắp có thảm bay rồi à, bấm vào công thức một cái à, tấm thảm. Ồ 4 tấm thảm mới được. Ui mình cần phải tìm thêm. À đây đây, mình chỉ cần lấy bột xương thôi, bột xương thôi là được à, đây có xương đây. Rồi à, đổi ra bột xương và bón vào cái cây hoa hướng dương thôi là chúng ta có bột nhuộm màu vàng rồi đó. Sau đó đổi thành một cái à không, hai cái chứ, hai cái len màu vàng nhá, và có được 6 cái tấm thảm màu vàng luôn. Giờ thì dư sức rồi đó. Rồi bấm vào đây thôi. Búp. Rồi magic carpet. Đó, chúng ta đã có thảm bay à, cái món đồ phù thủy thứ hai đó chính là cái thảm nhá. Cái chổi thì mình thấy nó khá là khó để quẹo cua ấy, còn tấm thảm này mình nghĩ chắc cũng vậy à. Đúng không? Ủa tấm thảm có vẻ quẹo cua dễ hơn các bạn ơi. Tấm thảm có vẻ là quẹo cua dễ dàng hơn. Được được được, và tốc độ của nó hình như là chậm hơn cái chổi bay một xíu. Mình thấy chổi bay thì bay tốc độ cao hơn nhưng mà hơi khó bẻ cua, còn cái này dễ bẻ cua nhưng mà hơi khó để chúng ta di chuyển nhanh. Wow, tuyệt vời tuyệt vời. Cái này vừa bay mà vừa chiến đấu là tuyệt cú mèo luôn á các bạn ơi. Rồi vậy là tổng cộng mình đã có hai cái cách để chúng ta có thể di chuyển trên không mà không cần sự trợ giúp của mấy bé rồng rồi đó. Giờ thì mình sẽ lượn một vòng bay về nhà thôi. Bay nhanh quá, cái banner ở sau mình nó nhảy quá trời kìa. Rồi xuống đây và đáp xuống một cái nào. Đáp xuống. Ồ, vậy là không sợ té ngõm luôn á. Ui. Ôi đặt cái này nè. Đã nha, đã nha. Ôi cái này đặt đi dưới nhìn nó sảy luôn á. Ồ, buồn buồn cứ đứng lên đây ngồi một cái. Wow, tuyệt tuyệt tuyệt. Rồi vậy là mình sẽ để cái tấm thảm ở ngoài luôn nhá. Cũng như là cái chổi luôn đi, cái chổi chắc mình sẽ để ngoài đi chứ chổi để trong nhà hoài thì không hay đâu. Đem chổi ra ngoài để cạnh cái tấm thảm luôn nào. Chổi sẽ đặt ngay ở đây. Đó, đây chính là hai thứ để giúp mình bay nè, không cần cắm luôn cũng được. Rồi giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái nhá để chúng ta chuẩn bị cho công việc tiếp theo nha các bạn. Hiện tại thì mình đã có rất là nhiều xương rồng sau những trận chiến ấy, và bây giờ mình muốn sử dụng những cái vũ khí chế tạo từ cái xương rồng này để tiêu diệt những con rồng đó nhá. Và đầu tiên đó chính là cái Raiden Bone Sword nè, và mình cần một cái Wither Bone. Đợt trước mình có tiêu diệt những cái đệ tử của Ryaruru và có một ít cái xương của Wither nè. Rồi giờ thì mình sẽ chế tạo một cây kiếm xương rồng luôn. Đó, một cây kiếm xương nè. Wow, tuyệt vời tuyệt vời. Và cái này thì nó có 8 sức tấn công và 1,6 tốc độ đánh. Khá tốt khá tốt. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo một cây cung từ xương rồng luôn nhá. Đây mình cần 3 sợi chỉ. Kế tiếp thì mình sẽ đặt theo công thức. À còn thiếu, mình còn thiếu một cái xương Wither. Tại vì hầu hết những cái công thức ở đây đều cần xương của Wither ấy. Rồi sau đó mình sẽ đặt chỉ như thế này. Đó, mình đã được một cái Raiden Bone Bow rồi. Rồi kế tiếp thì mình sẽ chế tạo những cái mũi tên nhá. Và mũi tên ở đây thì theo như mình biết thì hình như mình cần ủa mũi tên đâu rồi? Đây đây đây, cần những Wither Bone Shard, những cái mảnh xương Wither ấy. Và mình còn 30 mấy cái hả? Mình đổi ra được bao nhiêu ta? Ồ 50 mấy cái nè, khá tốt khá tốt. Rồi giờ và chế tạo luôn thôi. Mình chế tạo ui quá trời mũi tên. Đó, tại vì cây này nó không có mạnh cho lắm ấy nên mình phải chế tạo thật là nhiều mũi tên thì chiến đấu mới đủ. Và giờ á mình sẽ cất cái cây kiếm laser ở nhà đi. Mình muốn chiến đấu bằng những cái vũ khí đơn giản thôi để trải nghiệm á. Rồi cất cái này vào và trứng rồng mình sẽ mang qua bên kia để ấp nhá. Xương Wither thì mình sẽ cho vào đây đi, sau này cho dễ tìm. Xương rồng cũng vậy luôn. Rồi và thức ăn thì hiện tại như mình hết rồi, mình còn có 30 mấy cái miếng thịt bò bít tết thôi. Ở đây mình còn nấu không ta? Ôi chết rồi mình. Để bây giờ mình ra ngoài mình lấy thịt một vài bé bò cái đã. Trước khi đi phải lấy thịt trước. Coi nào, cây kiếm laser mình cắt vô đâu rồi ta? Mình cắt ở bên đây đúng không? Đây đây đây, kiếm laser đây. Và ôi kiếm laser của mình chưa có dòng cháy hả? Bây giờ mình sẽ enchant nó lên một xíu đi. Mình kiếm cái cuốn sách cháy cái đã. Đây đây, gây cháy nè, để mình nướng thịt luôn ấy.
cái bàn enchant. Rồi, enchant lên một cái nào. Đây, dây trái. Nó, giờ thì đánh một phát là có thịt bò bít tết ăn luôn, khỏi phải đi nấu nữa. Lại đây lấy thịt một ít bé bò nào. Đó, bò còn khá là nhiều. Rồi, lấy thịt hết luôn. Rồi, coi được nhiêu rồi, 40 mấy cái rồi nè. Wow, 51 thịt bò luôn, tuyệt vời. Rồi, đã đủ kệ sách rồi, giờ chúng ta sẽ qua khu vực căn cứ và ấp cái quả trứng rồng enchant thôi. Ấp cạnh cái bé rồng này luôn đi. Bé rồng này là rồng cái hả? Ồ, cho bé rồng ăn nè. Rồi, sau đó mình sẽ ấp trứng nhá. Đây, sẽ đặt 9 khối như thế này và cho cái quả trứng lên trên. Búp. Đó, giờ thì từ từ và nở ra nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ cất tạm những cái thứ này vào bên trong cái rương suker này đi. Rồi một xíu về mình sẽ lấy lại sau. Rồi cất vào chỉ chừa cái mũi tên rồng nè, kiếm rồng nè. Lần này mình chiến đấu chắc mình không mang theo táo luôn đi. Nó chiến đấu một cách đơn giản nhất luôn. Chỉ mang theo thức ăn, đuốc nè. Đuốc cũng không cần nữa, mình có cái giáp rồng mũi rồi mà. Đó, rất là tốt. Rồi, giờ thì chúng ta đi tới cái hang rồng thứ 7 thôi. Đây, ui, nó. Các bạn thấy gì chưa? Ui. Ủa, bây giờ mình lấy cúp đâu mà đào? Quên nữa. Đã vậy thì thôi, mình sẽ về nhà để làm một cây cúp bằng xương rồng luôn đi, để cho đủ bộ nhá. Coi nào, cúp bằng xương rồng được chế tạo từ công thức như thế nào ta? Như cần cái xương của Wither đó. Coi lại công thức một lần nữa. Cúp xương rồng thì mình cần... Đúng rồi, cần xương Wither. Đây, mình sẽ đặt xương Wither phía dưới, kế tiếp là xương rồng. Đó, vậy là đủ dụng cụ luôn rồi. Giờ chúng ta quay lại cái khu vực hang rồng thôi. Lần này chiến đấu có vẻ là khó đây, tại vì với cái set đồ rồng Moonlight chỉ giúp mình nhìn trong bóng tối thôi, nhưng mà vũ khí khá là đơn sơ. Mình sợ chiến đấu không lại ấy. Ui, và cái cúp xương rồng này đào cũng rất là nhanh nè. Wow, tốt á. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chiến đấu thôi. Trận chiến này mình nghĩ là sẽ ngõm rất là nhiều lần đây. Thôi, không sao, chiến đấu không có đồ xịn mà, phải chịu thôi chứ sao giờ. Rồi, và có vẻ cái hang rồng này khá là sâu á. Ui, mình đào mãi và vẫn chưa vào tới mình. Ui, ở đâu ra vậy? Ui, mình đào xuống tuốt ở dưới rồi. Ủa? À, ở đây hả? Rồi, tiêu diệt thôi. Ui, cái con zombie này đi ra. Ui, ăn vô các bạn ơi. Con zombie này đi ra. Ui, nó đốt luôn cái tên đệ tử của hắn luôn kìa. Nguy hiểm thiệt. Rồi, chiến đấu thôi. Ui, đã bị giết được đối rồi các bạn ơi. Ây da. Ui, no. Ui, hồng máu thôi. Ui, nó còn gấp mình nữa. Bay lên. Ui, mình phải đánh từ xa rồi. Phải đánh gần không ổn á. Ui. Ồ. Ui, nó mạnh quá. Ui, đúng là nếu không có những vũ khí mạnh á thì con rồng này thật sự là một con quái vật á. Nó có sức tấn công vô cùng khủng khiếp luôn. Ui, nó, các bạn thấy chưa? Nó có sự chi gấp nữa chứ. Dám gấp mình nè. Rồi, bay lên trên không. Sử dụng mũi tên. Rồi, bắn thôi. Ui, nó đốt mình đau quá. Ui. Ui, đúng là rồng hoang dã, khi mà không có set đồ thì mình rất là khó để tiêu diệt luôn. Rồi, giờ thì bắn từ xa thôi nào. Cố lên. Tình với số mũi tên nhiều như vậy thì mình có thể tiêu diệt được con rồng này. Rồi, đợi khi nào nó áp sát thì mình sẽ dùng kiếm nhá. Chứ giờ mình bóc kiếm ra chẳng khác nào tự mình hại mình đâu. Rồi, ui, nó lại bị mắc kẹt vô cái bức tường kìa. Những con rồng này nó háo chiến tới mức mà nó đâm đầu vào bức tường hoài luôn ấy. Ui, mới nói giờ đã nửa cái người rồi. Ui, bị mắc kẹt đi. Mình cứ tới mấy stack mũi tên lận mà sợ gì. Ui, nó thấy rồi, chạy thôi. Vậy cho an toàn nha các bạn. Rồi, bé. Dám chống lại mũi tên của rồng. Dám chống lại. Ui, cái cung gì mà yếu vậy. Bắn con skeleton cả buổi trời mà mới ngỡm á. Ui, cái này chắc mình bắn hết số mũi tên thì không biết ngỡm rồng chưa ta. Ui, ban đầu mình cứ tưởng cung rồng mạnh lắm. Ai về cung rồng bắn như gãy ngứa vậy đó. Ui da. Đừng bình tĩnh nào rồng. Bình tĩnh nào. Bắn thử Creeper coi. Creeper mấy mũi mới ngõm nha. 1 2 3 4 5 Bắn con Creeper mà tới 5 mũi lận. Con rồng này nó mấy trăm máu, bắn tới chừng nào ta. Cố lên. Ô, dùng kiếm đi. Dùng kiếm nè. Áp sát luôn. Nếu đánh thằng kiếm như vậy thì mình sẽ ngõm rất là nhiều lần luôn ấy. Vậy là khó rồi. Trong lúc chưa ngõm thì sẽ tranh thủ ăn vào để hồi máu.
Rồi sau đó đợi cho nó hồi phục và tiếp tục chiến đấu thôi. Và cung rồng mình hư được 1/3 rồi kìa. Mà chưa cái gì được rồng. Ui, công nhận tuyệt chiêu gấp của rồng thật là mạnh. Lần nào mình bị gấp hầu như là mở mắt á. Ui, mắc kẹt đi, đúng rồi. Và cái mũi tên này thì nó bị drop rất là nhiều nha các bạn. Tức là khi mình bắn nó bị rơi ấy. Nó rơi rất là nhiều luôn. Nó thành ra mình phải nhắm cao cao lên một xíu. Rồi, bị mắc kẹt đi. Rồi, đứng đây và bắn thôi. Dám quá chắc. Ui, mình không thể nào quá chắc. Cố gắng đừng để nó gấp mình là được hả. Ui, đừng. Ăn vô. Ui, mình không kịp ăn luôn á. Ui, chiến đấu bằng cách này tuy chết nhiều lần á, nhưng mà nó kịch tính hơn á. Chiến đấu kiểu kia thì nó khá là nhanh. Mình thích những trận chiến kéo dài như vậy nè. Rồi, thì vậy thôi. Ui, dám. Cái hàng rồng này mình biết tại sao nó bự đến như vậy rồi. Các bạn thấy sức tàn phá của nó rồi đó. Nó cứ phá như vậy thì cái hàng rồng bảo sao không bự cho được. Rồi, thì vậy thắng thôi. Ui, đừng có đốt luôn mà. Để coi sao cái con rồng này mình sẽ ngõm bao nhiêu lần nhá. Mình đoán là cỡ mười mấy hai chục lần á. Rồi tiếp tục. Rồi giờ nó đang bị loạn lên đó các bạn ơi. Tại vì mình cứ kiểu như là ngõm xong rồi hồi sinh lại liền ấy. Ấy á, nó dám gấp mình nè. Gấp nè. Rồi cố lên. Nãy giờ mình nghĩ cũng được phần nửa máu của con rồng này rồi. Ui, nó còn há miệng ra nữa kìa. Mấy con rồng này há miệng ra ghê quá. Mệt hay sao rồi, mệt rồi các bạn ơi. Đánh mình cứ hồi sinh liên tục như vậy thì bảo sao không mệt cho được. Rồi thì gì nào, mình áp sát. Đánh cần chiến, đừng có cạp chứ, mang chiếc cạp ngoài. Cạp hả, cạp nè, bay lên đánh cần chiến nè. Rồi, phun lửa, mình đứng ngay nó phun lửa không được đó các bạn. Dám phun lửa nè. Dám phun lửa này. Ăn một cái đã bay lên quýnh tiếp. Rồi nó bụng rồi, lên đi tiếp thôi. Này thì rộng nè. Ui, có cái chỗ này hợp lý quá. Rồi giờ thì chém thôi nào. Rồi cố lên. Chém cô rồng, bắt cô sống lại đi. Đó, rồi. Nãy giờ chắc cũng được 3/4 máu rồi đó. Này thì cũng chịu khuất phục thôi à. Mình bị dính hiệu ứng yếu đuối nè, thành ra đánh hơi lâu ấy. Chứ bình thường không có hiệu ứng yếu đuối này chắc cũng tiêu diệt được rồi. Khi mà bị yếu đuối sức tấn công mình bị giảm nhiều lắm luôn. Rồi cố lên. Những lúc mà nó bị mắc kẹt như vậy á là thời cơ để chúng ta có thể tiêu diệt được nó. Cố lên nào. Nãy mấy chị mang theo cái xô sữa ta để giải cái hiệu ứng yếu đuối này thì hay quá. Cố lên. Kiếm xương 8 sức tấn công, đánh bây giờ cả buổi trời đó mà cũng chưa tiêu diệt được rồng nữa. Những con rồng này nó tới 500 máu lận, thành ra việc tiêu diệt nó trong thời gian ngắn chắc cũng hơi khó đối với một con chiến rồng yếu như vậy. Làm sao kiên trì là được các bạn ơi. Nãy giờ mình quánh mình cũng thấy mệt rồi đó. Ui, nó hết mệt rồi. Ui, rồi giờ tới mình mệt lại rồi. Ui, nó giờ còn mắc kẹt, tranh thủ thôi. Đó. Nó đang kêu la rất là thảm thiết luôn. Rồi tiêu diệt nào. Ui sao trâu vậy, trâu thật sự luôn ấy. Ui nó mệt thì mệt nhưng mà nó vẫn có thể đẩy lùi mình ra phía xa được. Rượu mời con muốn uống rượu phạt hả, muốn uống rượu phạt nè. Mà rượu phạt này yếu quá. Bận cả buổi trời rồi mà không tiêu diệt được, khổ ghê á. Rồi cố lên nào. Như nó đuối rồi các bạn ơi. Mình cũng đuối theo nó. Cố lên một xíu nữa thôi. Chỉ là một xíu nữa thôi á. Rồi lên đây nè. Ở đây có chỗ rất là ý tưởng để chúng ta chém cái con rồng này nè. Rồi. Cảm ơn đừng có la nữa mà rồng ơi. Đánh chưa hết mà la quá trời à. Rồi cố lên. Ở đây mình còn cái gì để gây sát thương nữa không ta. Chứ cái này mình quánh không biết khi nào mới tiêu diệt được rồng. Rồi tăng sức tấn công. Ôi, cuối cùng thì cũng xong rồi. Trận chiến này kéo dài lắm luôn ấy. Giờ mình cần phải đập những cái khối này để có thể lấy được đồ từ con rồng ra.
Rồi giờ thì chúng ta bắt đầu công việc khai quật những cái đồ rơi ra từ rồng thôi nào. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cần đưa rồng đi xuống dưới mặt đất cái đã. Ở trên cao như vậy thì rất là khó để chúng ta khai thác luôn. Đây, để rồng ra xa một xíu. Rồng rồng nằm tuốt ở trên này luôn chứ. Rồi giờ mình sẽ thử đẩy rồng ra coi. Ui rồng mắc kẹt trên trển luôn rồi, mình hết đẩy ra được rồi. Sao ta? Ui zombie dân làng. Ui anh dân làng bị mấy con zombie tiêu diệt rồi. Ui cái kiếm đi. Đánh bên dân làng cả buổi luôn á. Nếu không đẩy được thì chắc mình sẽ khai quật ở ngay trên đây luôn đi. Đầu tiên thì mình cần phải dọn dẹp đồ cho trống ra một xíu cái đã. Rồi sau đó bắt đầu lấy đồ thôi. Hy vọng sẽ rơi ra trứng rồng ấy. Coi nào. Ui đồ rơi xuống dưới hết trơn rồi. Và thành quả của mình là đầu tiên là mình thấy cái tim rồng nè, kế tiếp là vải rồng, thịt rồng, xương rồng, đầu rồng và không có trứng. Ôi tiếc lắm luôn á, không có trứng rồi. Ôi chiến đấu cực lực như vậy mà không rơi ra cái quả trứng nào cho mình luôn ha. Ôi tiếc quá. Kệ không sao, đây cũng như là một bài tập luyện cho mình ấy. Chứ trang bị những vũ khí VIP quá chiến đấu thì chúng ta sẽ mất đi khả năng PvP ấy. Thật ra đây là một cách để chúng ta tập luyện để trở thành một kỵ sĩ rồng đó các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ kiểm tra đồ trong đây trước nhá. Biết đâu nó lại có những cái quả trứng rồng thì sao. Coi nào. Ôi đây có sắt nè, lấy sắt về coi. Carrot, đầu skeleton, mạng nhện, thịt zombie sẽ cắt bớt. Và vàng, hắc kim thạch. Ui cho trứng rồng đi. Thường thường trứng rồng thì sẽ nằm ở trên cao như vậy nè. Và trên đây thì ui trên đây không có rương hả? Hình như con rồng nó phá hết rương rồi. Ui con rồng kia phá quá, nó phá hết rương của mình rồi. Thường thường rồng nó chỉ cắt đồ ở hai chỗ, hai góc như vậy nè. Mà nó phá rồi còn đâu mà mình loot nữa. Uổng ghê luôn ấy. Dám làm phiền kỵ sĩ rồng cầm kiếm rồng hả? Rồi lúc đầu tiếp thôi. Có vẻ cái hang này không có những cái quả trứng rồng rồi. Kệ không sao. Kiểm tra mấy cái rương cuối cùng nào. Đừng có bắn nữa nha, người ta sắp đi về rồi đó, đừng có bắn nữa. Đây thiệt tình á, thiệt cái tình á, phải dạy cho mấy cái con skeleton một bài học mới được. Rồi ui kỵ sĩ rồng. Kỵ sĩ rồng mà bị hai con skeleton nó ức hiếp như vậy là sao? Không chịu được, không chịu được. Rồi, ở trên đây còn một cái rương nữa nè, coi coi. Ui lại là vàng và sắt. Ui nhiều vàng và sắt vậy. Cho trứng rồng đi, cần trứng rồng hơn. Sắt đánh bật lùi hả? Ui cái hang này không tốt rồi. Thôi kệ không sao, dù sao cũng tiêu diệt được con rồng này rồi. Mặc dù chết hơi nhiều. Thôi giờ về nhà thôi. Hiện tại vẫn là ban ngày hả? Và coi nào, tổng kết thì mình ngõm được bao nhiêu lần ta? Đếm coi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5. Ui mình ngõm tới 5 lần để có thể tiêu diệt được một con rồng hoang dã. Có lẽ đây là lần ngõm nhiều nhất và người mình chẳng khác gì con nhím luôn á. Ui kỵ sĩ rồng gì mà giờ thành kỵ sĩ nhím luôn rồi. bị mấy cái con rồng nó không, bị mấy con skeleton nó quánh dữ ấy. Và coi coi mình có được rất là nhiều vải của rồng đỏ đúng không? Đây cắt vào. Wow rất là nhiều luôn. Tim rồng thì mình cũng có được kha khá nè. Và tim rồng mình không biết công tử nó dùng để chế tạo Raydrun Fork. Dùng để chế tạo giống như cái lò tim rồng vậy đó. Hay á hay á. Còn vàng thì mình sẽ cho vào cái rương này. Hạt vàng thì sẽ nén lại. Quá trời hạt vàng luôn. Lần nào về từ hang rồng á thì mình cũng có rất là nhiều hạt vàng. Nhưng chỗ của đó toàn là những cái hạt vàng thôi. Rồi cắt vào đầu rồng và mình có được nguyên một bộ sưu tập đầu rồng khổng lồ rồi nè. Đủ các cấp độ luôn á. 5 có, 3 có, 4 có, 2 có không? Hình như không có cấp 2 các bạn ơi. Có luôn một cái cấp 2 nè. Wow. Ủa không biết cấp 1 có đầu rồng không ta? Mình đang thắc mắc là không biết có đầu rồng cấp độ 1 không nữa. Để sau này mình đi tìm nữa ta. Ồ được được á, để sắp tới mình sẽ cố gắng đi tìm mới được. Còn bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái nha các bạn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được một cái quả trứng rồng rồi. Và đây là cái quả trứng rồng Ender mình tìm được đầu tiên. Và hy vọng rằng đây sẽ nở ra một cái con rồng Ender đực nha. Để sau này mình sẽ tiến hành cái việc nhân giống những cái con rồng ở đây lên. Để chúng ta có thêm nhiều giống rồng khác. Và mình đang up thêm một quả trứng rồng Enchant nè. Để cho bé rồng Enchant này có đủ một cặp luôn nha. Ngoài ra mình cũng đã chế tạo được một cái set đồ rồng lá. Một set vũ khí bằng xương rồng nhưng mà khá là yếu. Mình phải mất rất là nhiều thời gian để có thể tiêu diệt một con rồng đỏ luôn ấy. Nhưng mà không sao, dù sao thì cũng chiến thắng từ cái trận chiến đó rồi. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.